Chê quá. Ui. Vậy. Con đâu rồi? Kéo hộp dừa vô con. Kéo hộp dừa. Con hộp dừa vô. Ôm hộp dừa. Ôm hộp dừa. Trả lên. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Thì hiện tại hai cậu cháu của mình đi vào khu rừng âm u gập gạp, và nơi này từng xuất hiện về ma da. Thì như cách này khoảng cỡ một tháng trước, mình và con của mình và vợ của mình đến đây ghi hình và có giúp một vong hồn ma da đi về chùa nghe kinh Phật rồi cả nhà. Thì ở đây á, là trước kia là mình đã từng gặp 4 con ma da, nhưng mà đã giúp được 3 con rồi. Hôm nay á, là chỉ còn có một con thôi thay mình đón, tại vì ở đây là cái ngày đầu tiên là mình đến đây là 4 con. Ở đây theo đi mò tôm mò cá có đó con. Đi, đi dài di chuyển đây nè, đường này nè con, đường này nè. Chắc chắn là con chưa biết đường đi vô cái địa hình này đúng không? Thẳng luôn. Ở đây á, nếu mà nước lớn lên á là nó sẽ ngập đây luôn nè, nó có cái đường nước chảy đất mòn luôn con thấy không? Còn bên kia cũng vậy á, nó có 2 đường nước. Nó thường thường á là cậu đến đây á, là ban ngày á, là thấy ma da nó xuất hiện cái lúc mà nước lớn á, nó trường trường lên đây nè. Kiếm cá, kiếm đồ nó ăn á. Gì nghe vậy? Con lại đó, con coi gì vậy? Hình như là có một cái ống bọng hay là cái gì ta? Hay là ma da nó bò vô đó nghe róc róc ta? Ống bọng cái gì cậu ơi? Ờ, nước sấy dưới phải không? Nó. Phải không? Dạ thôi. Nước sấy vô ống bọng ha. Dạ. Nó kêu nó rót rót ha. Hai cô cháu mình đi dài dài trong cái có gặp con ma da đó không? Trái mui. Trái mui, trái này làm thuốc được á. Ăn được nữa. Ăn nó chắc chát mặn mặn. Bị bò hả? Sâu quá, sâu lắm, sâu quá. Đi, đi thẳng trong. Cậu kêu đi đâu thì cứ đi đó, bởi vì địa bàn đây con mới vào lần đầu mà. Sao? Nó có ngập lên tới đây luôn không cậu? Không, ở đây nước không ngập tới. À, chỉ có dưới. Ở đây ban ngày á có một người thả bò vô đây nè. Hoặc là có những người họ đi bắt con hến, con cá, con tôm rồi đó, lúc mà nước ròng họ đi chài. Nhưng mà gần đây chắc có thể là có nhiều người vào bắt, còn trước kia ở đây ma da lộng hành lắm. Lâu tới những người đi bắt ốc luôn mẹ. Sợ hả? Đó giờ con gặp ma da chưa? Chắc chưa đi với cậu lần nào mẹ. Ừ. Ừ.
Ai biết. Chân tròn không? Tròn à cậu. Ở đây hình như gần đây có ai chặt cây để phá đường đi hay gì ta, thành ra thấy đống trống nè. Bên này có đường đi không? Nó có dưới nước mà cậu. À. Đi từ cứ thả lỏng đừng có hồi hộp ha. Thả lỏng nó khỏe khoắn, đừng có lo sợ gì hết. Mẹ ba gì cậu? Đúng rồi. Mà ở đây nó có nhiều cái ngã ba lắm. Khu đất này nó rất là rộng mà. Thẳng luôn đừng quẹo nha. Thẳng vô bụi. Thẳng qua đây nè. Đây à. Ừ. Còn qua đây cũng được, nhưng mà đi qua bên kia rất là cực, tại vì trước kia cậu nhớ là còn một con ma da nó ở phía cái ao chót phía dưới. Không thẳng đi con, cái gì đâu cực. Giờ đỡ chứ lúc trước cậu đi là phải chui không á. Giờ người ta đã ruồng người ta phá rồi nè. Cái gì? Cái gì cũng. Đúng rồi. Hả? Nhiều ngã ba, mỗi một cái ngã ba là có một có hai con hai cái ao chứ, hai ao rất là to, ngày xưa họ nuôi cá nuôi tôm á. Cậu. Cái gì? Sông này dài vậy. Ừ. Ao cũng phải sông, sông ngoài kia kìa. Dài dữ. Ê, hết hồn. Giỏi. Dạ anh. Làm hết hồn phải vía cha nổi. Nhà anh mà sợ vậy hả? Đâu nhà anh đâu? Đang văng hả? Đang văng. Làm hết hồn không? Đúng rồi. Con làm cậu nổi da gà luôn, có gì đâu. Nãy giờ chưa thấy gì đâu, ma da thì nó với ao thôi chứ đâu có trên bờ đâu mà con sợ. Kỳ nãy giờ nay thấy cái gì? Tới thiệt. Làm hết hồn chứ. Cái cốc gì đâu. Chừng có ma cây trên đây nữa cậu. Nói giờ con có thấy ma cây hay là có nghe kể ma cây chưa? Mà cây là đi ngang bụi tre rất là nguy hiểm. Nhiều khi có một cái tuyến đường đi ngang cái bụi tre đó đó, tự nhiên có một cây tre nó nằm đi ngang đường là mình không nên đi bước ngang, phải không? Bước ngang là cây tre nó sẽ búng lên. Gì vậy? Nước có gì đâu. Không mảng nghe nó đi rột rột luôn. Cá đi. Chưa chắc cậu cháu mình hôm nay đi vào đây gặp ma da đâu. Gặp bình thường mà da nó ở dưới ao mà. Cái gì hoang mang? Đi trước là an toàn đó chứ. Đi dưới sao mới nguy hiểm. Cái gì không có ghê. Nay đường sao lạ quá vậy ta? Đứng rồi. Để cậu định vị đường đi như thế nào. Chuyện đi lạc trong đây cậu. Lạc nó mà lạc. Lạc một cái là
chết. Để coi cậu tính nha. Bữa nay tự nhiên vào đây mất phương hướng ta. Tự nhiên lạc trời ơi. Mất phương hướng. Để cậu xem. À, quay qua đây nè. Quay qua đây là qua bên kia có một cái ngã ba. Rồi bắt đầu vẹo phải. Là nói chung là địa bàn bên đây là nói chung là đã xuất hiện về ma da rất là nhiều. Là bên đây, cái ao bên đây, ao rất là to. Mà con đi trên bờ mà lõm trường lên được hay sao mình cậu? Đâu có lội gì, gì đâu. Lõm trường lên sao cậu? Trường thì mình né, mình chạy mình né nữa. Cậu đi trước rồi. Quẹo qua bên trái á. Có con nhện không mà thoát tim. Đập ngang hạch luôn hả? Hịch, hịch. Cái này là nếu mà nước lạnh lạnh đại lưỡng hả cậu? Không, đây cao lắm, nước cũng lên đâu. Cái gì? Nhái, nhái. Ừ. Đây rất là rộng. Cái địa bàn trong đây á là dựng cậu bị hư hai bộ mít luôn. Bị ma da lâu còn hư. Tại vì cậu đi xuống dưới ao cậu tìm nó đó. Mới bị hư thôi, còn ở trên bờ không hư. Ở trên bờ. Ừ. Lên đây cầm cây gõ đầu mình liền. Dám không? Nè nè nè, quên nó, đeo 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 mít vô. Để nó chuyện chút. Nè nè. Nè nè, chết chết chết. Ủa? Anh tưởng đi rồi. Ừ. Đi bò nhiều quá. Có 4 con à. Mỗi con ỉ, mỗi con ỉ bãi. Ở đây có mấy chú bò cũng rất là khôn á. Con thấy cậu đi vào đây lúc ban ngày là nó chỉ ma da luôn, mới ghê chứ. Vậy đó cậu. Ừ. Khôn. Chỉ luôn á. Khôn thiệt. Ừ. Thẳng luôn, đừng quẹo đâu. Cậu làm gì vậy? Gì đâu, đang gọi đèn nè. Cho con thấy đường đi mà. Trời, gặp mặn nhện nữa. Mới quấn vô cái đầu. Phải không? Thường thường ông bà già xưa nói chỗ nào mà có nhện đó là chỗ đó là tâm linh rất là nặng luôn. Lúc ban đêm á. Thôi. Ai kìa cậu? Chết rồi cậu ơi. Ai? Kìa áo đỏ đỏ. Đâu? Đó. Lên gần đắng. Đây. Ủa này ngã ba. Cậu không thấy chân vậy? Cổ kìa. À, cậu nhìn trên cam cậu thấy. Mày quẹo phải không cậu? Không, đó là quẹo xuống nhau quá. Ủa? Lên xíu đi. Lên kia có một bóng màu đỏ kìa. Con ai vậy? Chào dông. Phải dông không? Dông cái gì cậu ơi? Ở đây làm gì có người cậu? Đúng rồi. Bà đứng ngay cái dương luôn hả vậy? Ôi má ơi, bà đứng ngay chỗ cái cây tâm linh luôn. Cây thường là thờ trong chùa, trong trong đình, trong miếu á. Cây này cây cây chơi thông. Trong đó đó. Thông. Về đi chú ơi. Ủa về đi kìa cậu. Bà kêu mình về đi chú ơi hả? Dạ. Về đi chú ơi. Tụi tôi hôm nay á, đến đây để tìm vong hồn ma da. À, hôm nay gặp được vong. Vong cho mình hỏi, vong từ nơi nào đến đây? Tôi là cháu của mẹ Quan Âm. Cháu của mẹ Quan Âm hả? Có phải là cái bà lúc trước tôi đi vào đây lúc chiều nhân dạng tối gặp bà đúng không? Tôi đó. Vậy hả? Rồi à. Sao không cho con với cậu con vô? Về đi chú ơi, ở đây nguy hiểm luôn.
Ở đây có gì mà nguy hiểm cô? Hôm bữa chú thu phục hết một con ma da rồi phải không? Sao cô biết hay vậy? Chú nghĩ nó hết rồi phải không? Còn con mẹ. Không phải một con đâu chú ơi. Chứ còn mấy con? Một bầy là mấy con cô? 4-5 con gì đó. Tại sao làm lại cả? Dữ vậy? Mà cái con của chú thấy nó không phải là con mơ da đâu. Con gì? Nó là con thủy quái đó. Chú làm không lợi đâu. Chú đi về đây. Nói chung là hiện giờ ở dưới cái ao này là có bao nhiêu con mơ da và bao nhiêu con thủy quái? Cậu ơi. Dì ơi. Chú làm không lại nó đâu. Con gì vậy? Không. Nói chung là hôm nay tôi đến đây tôi phiên họ thôi chứ đâu có đánh đập họ đâu mà làm lại Hương Linh. Ông mẹ gì vậy cậu ơi? Không, ông mật. Con gì kêu cậu ơi? Con nghe gì kêu không cậu? Còi cái gì? Rồi bây giờ cô nói là ở dưới ao này cũng như là trước kia là còn một con mà giờ nó rủ về 4 con nữa hả? Rồi sao? Nằm hướng nào? Nằm bên đây nè. Giờ cái hồ. Dưới cái hồ. Dưới hồ hả? Mà hồ này hiện giờ nó sao, nó có sâu không? Nước rộng không con? Thì nó cũng không có sâu mấy. Nhưng mà cẩn thận với nó đó. Rồi sao cô biết tôi hôm nay đến địa bàn đây mà cô đến đây? Cô cho tôi biết về cái vụ việc mà ở đây xuất hiện nhiều ma da. Mẹ Quan Âm nói với tôi. Vậy hả? Trời ơi, hay quá vậy ta. Mũi. Con gì ba dọc 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 rồi. Tôi xuống nhắc chú như vậy thôi. Chú đi về đi. Vậy sao? Hả? Vậy sao? Ba nhắc vậy, nhắc. Nhưng mà mình phải cẩn thận. Mình không có lội xuống dưới ao làm chi. Hiểu không? Ừ. Giờ sao? Dám vô không? Cậu đi con đi à? Dạ. Yeah. Về đây. Đừng xuống. Cái gì càng kêu đi, càng kêu, càng đuổi thì mình càng khoái. Phải không? Mới có hứng. Ừ đúng rồi. Đâu mà ra đâu, bây giờ bà di chuyển chỗ nào bà chỉ tôi đi. Chứ tôi đón ở đây chỉ có 1 con thôi, bà nói sao mà tự nhiên hôm nay có 4 con. Mà nó giờ đang ở đâu mới được, bà biết không? Đang ở dưới này nè. Đó là với ao với gì đúng không? Ừ. Lỡ hồi cậu, lỡ cậu xuống cái đầu gào 4-5 con kéo cậu đi sao? Ngu gì xuống? Tôi nói như vậy mình thôi. Chỉ coi coi. Nghe không nghe là quyền của hai chú. Mình coi coi bà này bà có nói thật hay là nói dốc. Nếu mà có như bà này bà nói đó, thì lúc khác mình đến đây lúc ban ngày mình rủ đông người đến đây mình bắt. Chứ tội thì mình phải đi 2 người. Rủ trên 10 người á. 2-3 người được rồi. Chú làm không lại nó đâu. Cái gì càng suối càng đuổi. Sao làm lại? Tụi tôi đâu có đi xuống với ao đâu mà làm lại. Chú không xuống tự khắc cũng xuống.
họ nói gì? Chú không xuống tự khách, chú cũng phải xuống rồi. Phải không? Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu bé nhỏ đó hãy cẩn thận. Đừng giết nó, ngồi nó chích thấy bà luôn. Ông Mật á, ở đây có ai bắt ông rồi đó. Bà chỉ đi. Cái con ông này mà ở đây mũi quá cậu ơi. Mũi quá. Mũi không? Mũi mình không sợ mà mình sợ ông. Ông giờ ở đây quá trời trên cam. Vui. Vui trắng. Đây. Mã mới đi con đó phải không? Đây này thì cũng lâu năm mà cậu. Nghe mít cẩn thận nha. Mấy cái máng đây đi. Cái này cũng lâu năm á cậu. Cái nào? Hiểu. Lâu năm rồi. Giờ chắc cũng bự lắm á cậu. Mười mấy hai chục năm. Hơn cái cậu ơi. Đi giết con ông. Tình Dương. Đây coi đây có ông không? Có mà ngày mình lại mình đốt. Lấy mực. Nó mới đi qua đây đâu ta? Mới nó đi qua đây xong cậu ơi. Cậu bỏ. Ui. Con đừng đập nha. Đập là giết một con là nó sẽ cắn con á. Di chuyển về đây nè. Cậu ơi. Cái gì? Đừng có đập nó, ông chích chán chịu. Chích phê lắm á. Chị nói gì trắng vậy ta? Con coi cho nói gì trắng vậy. Con gì? Biết nó cậu. Con hay là cái bông? Bông hay là con gì á? Ui, ui. Rồi cậu ơi. Nghe đụng chứ phải không? Dạ. Sao vậy cậu? Nè con cầm máy. Quay đàng hoàng điện gung nha. Rồi gồng trứng. Nói chưa nghe là con bóng ngay mà. Nghe lụm tủm. Chắc có thể ma dao. Ma dao là chắc rồi cậu. Cái này đừng cục hả cậu? Còn biết được không? Còn liên lọn hồi về nó không được. Cậu đừng xuống cậu ơi. Bà kia mới nhắc mình đừng xuống rồi mà. Có lẽ nè, quay coi thấy hay không chứ xuống chứ làm chi. Lũng lên nó chụp chân mình xuống hay sao. Đó, làm đúng vậy nè. Còn con mà. Ôi má ơi, nhiều con lắm. Quá trời, nổi đầu con đen dưới quá trời luôn kìa. Đúng rồi cậu ơi. Quay đừng cung, sàn sàn sao người ta có mọi người coi. Nè, đó giờ có thấy ma da không? Con ma da thử coi. Ui, ma da này được. Đang thui luôn cậu. À. Nó nghe nè. Hôm nay á, tôi đến đây á, là mục đích á, là giúp cho tất cả các hồn ma da. Nhưng mà cảm thấy á, là ở đây còn một con, hồn ma da thôi. Nhưng mà hồi nãy có bà áo đỏ, bà đến đây bà nói ở đây á, hiện giờ vong hồn của mình đã rủ nhiều hương linh ma da khác từ nơi xa đến đây. Có phải không? Phải gì gật đầu, còn không phải gật đầu. Đâu rồi? Rồi, phải gì đâu? Đúng rồi. Không gật đầu hả? À? Dạ. Quay thấy gì đâu, nó thu dưới. Con thấy cái à.
lúa mặt trắng mét ra kìa, nhớt không kìa. Rồi ở đây còn bao nhiêu bông hồng Maya thì tí nữa lên bờ hưởng nhang đèn đi, rồi tôi cúng kiến cho ăn nè. Đúng rồi. Rồi tôi giúp cho đi về chùa để nghe kinh Phật. Chịu ha. Đi không? Chịu đi, gật đầu còn không chịu lắc đầu. Ổng không chịu cậu ơi. Sao không chịu? Không biết nữa. Ổng lắc đầu hả? Đúng rồi. Đâu rồi? Kìa ông dưới này, đó, ông bơi tới kìa cậu ơi. Không tới đây, không tới đây. Con xa xa ra, con xa xa ra. Đứng đi, đứng đứng bình thường, sợ gì, đừng có lại gần thôi. Ông ở dưới mà, ông Maya ông ở dưới, ông có lên bờ được đâu mà con sợ dữ vậy. Đâu, con kéo chân đó. Con xuống đây sao. Ui, 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 ui. Không lên được kìa cậu ơi. Ông làm vậy? Không lên hả? Tao còn hỏi ông là muốn ăn không? Ăn bánh với uống nước hưởng nhân đạn không ông? Bánh trà, có thể ông ăn nhưng mà nước thì ông ở dưới nước, ông uống no mà. Ông mò cá, ông bắt tôm không á. Nếu mà ăn thì đồng ý lắc đầu, lỡ gật đầu còn không ăn thì lắc đầu. Ăn hả? Đâu nhìn gương mặt của ông giống như những vong hồn ở trên bờ không? Cũng giống mà. Này như lỗ mũi ông cao cái gì á. Có nhớ nhớ chưa? Có. Mắt mát xanh xanh gì không? Có cậu. Ôi xình quá. Đâu còn lại gần ngó mắt ông lên, ông sẽ lên. Đó. Lại gần đừng lại xa. Ê đừng là cặp má Dũng. Vô nói một chút vậy. Còn kêu lên đi ông ơi, ở dưới lạnh lắm. Ông lên đi rồi cậu tôi giúp cho ông đi về chùa. Ông lên đi ông. Ông ở dưới làm gì? Ông mắc con kìa cậu. Xuống tắm hả? Con nói á, tôi còn yêu đời lắm, tôi không có theo ông được đâu. Đúng rồi, tôi còn yêu đời lắm, tôi không theo ông được đâu. Chê quá. Ui 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 ui. Ông đứng dưới mà ông sợ gì vậy? Không lên được. Theo cậu nè, đi theo cậu. Về về dưới chút coi. Ông ấy thùng cái lưng xuống người con bây giờ mà ông còn cái canh không được. Dạ. Yeah. Đứng thẳng cái lưng nó canh không được. Ông ấy mình đi qua bên kia đi. Đi qua đây nè, đi qua đây nè. Đi qua hướng này. Người ta vô người ta chặt làm củi hoặc là người ta chặt cho trống để đường đi, bò đi. Đừng nhúc nhích. Nhúc nhích cái cây ong rớt xuống là xong luôn á. Đi đi. Đi 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 giết. Ở đây nhiều không? Đi dưới đây hả? Ừ. Quẹo bên đây. Đó, hôm nay gặp rọc bên đó. Bên đó đó. Khu này nhiều ong lắm nha. Cái cổng đường này. Đi đây nè, đây có đó con đi nè. Không đây có đường đi mà. Đường đi xuống hồ. Cặp mấy sông. Cặp mấy sông hả? Ông kéo cái chân ông mới lôi xuống. Nè, con cầm máy đi, mệt quá. ông giống như. Cầm máy cẩn thận. Không dám đi bị ông chích gắn chịu đó. Tôi kêu đi đường này thì đi đường này có gì đâu, sợ ông bay lên đó hả? Vậy lẹn lên đây.
Thường cái bến này là bến ngỗng mà. Kìa, ông ở dưới kìa. Đây, được cúng. Lên, cậu. Đông lại đó, cứ ngồi thử. Trời ông quá trời con rồi, chắc buông cái máy ra luôn á. Chắc ngon quá. Có mình ổng mà. Vậy mà bà kia có nói 4 5 con cái gì? Rồi 4 con kia đâu? Ui. Trời, đổ đồ cúng. Trời ơi ông này ông làm sợ chết luôn. Hồ này xuống sông rồi. Mát ghê. Đây mình muốn chết. Mới giờ xuống bể ổng trời. Thôi. Tạc. Dưới một công báo tôi nè. Cái nội muốn báo tôi nữa hay gì? Ông ở trên bờ đi. Ông rồi. Cái gì thôi? Ông mới lên phải thôi mà. Bến này của ông mà. Đó. Bến thường thường ổng xuất hiện. Cái gì? Hãy xuống hả? Ông Ba Gia ơi. Thấy gì tí. Ở đây ông giữ rồi con. Ông đâu? Trời ơi, vậy xuống tắm mát quá. Mát quá trời mát luôn. Để cậu tìm chỗ cậu đặt máy chút xíu. Ông quá trời, chắc đặt máy đây rồi buông máy đi ra chỗ khác luôn á. Trời tắm mát quá trời luôn. Ông con nào ông ấy kêu bằng khủng khiếp bự luôn cả nhà, ông mặc á. Đó. Kìa, mở mắt tôi bơi. Chạy bơi. Cái gì? Trời, sắp tới gượt trái con rồi kìa. Đâu quá, không gượt. Ồ, không gượt con gà. Không thấy con bơi, không gượt con gà. Thằng đây nè ông ơi. Tôi cho ăn bánh nè, giúp cho ông đi về chùa luôn. Chắc nó thấy đàn mình đó cậu ơi. Thấy đàn mình đi vô. Đúng rồi. Kìa, ông dưới kìa. Đâu rồi? Hồ. Ôi. Nó không đó luôn. Mặt dính rồng. Ôi. Giờ sao? Giờ con Phiên ổng thử coi ổng có nghe lời con không, nhiều khi con nhỏ tuổi con Phiên ổng nghe. Ông con quan đó đứng nó xa cái máy, ông nó không có bu con. Bờ cúng không? Lên không? Con nói ông rồi nè. Thôi ông lên bờ hưởng đồ cúng đi. Rồi cậu tôi giúp cho ông đi về chùa. Chứ ở đây làm chi lạnh lẽo lắm. Đúng rồi, cậu tôi giúp cho ông đi về chùa. Ông ở đây lạnh lẽo lắm. Ở đây à. Thấy à. Ôi. Sao cảm thấy ông này lạ ta? Ông mấy giờ ông cậu không? Không phải như cái vong mà Ma Gia trước kia cậu nhớ, còn một ông đây nó khác hơn ông này. Chắc có thể là ông này ở đâu mới vào hay gì đây. Mới lại. Như vậy là cô gái hồi nãy. Hả? Bật lên kìa. Cô gái hồi nãy nói là Năm ông. Mà giờ mình thấy ông này rất là lạ nè. Mày sông lớn gì? Sông lớn. Đừng nói nhiều. Không gợt thì không lo. Không gợt chạy tán loạn thì không lo. Trời. Nàng trời lẹ thiệt. Rồi, tự nhiên gió liệt dữ vậy. Đây có phạm không cậu? Không.
lo tập trung mà ra đây nè, không lo lo phè mà ra lo xong gì, lỡ ông lên ông rượt cái là xong luôn, ông lôi con lo con giờ chỗ khác cái ông lôi con xuống dưới nữa. Ừ cũng hay ông mà ông lo mạnh lắm á cậu. Ừ níu 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 không kìa, lấy đồ cúng đi đồ cho ông ăn nhỏ đồ cúng lúc đẳng không thấy sao trời. Dám đi không? Ông bà chỗ đó đó, chỗ đó, chỗ đó đó. Có cậu đây cậu canh mà ổng có lên cậu thấy buông má ra luôn chứ bây giờ cầm đây hồi sắc ông nó quánh chắc bỏ mạng luôn. Buông lên. Lên không? Ông lên, ông thấy mình cúng á, ông lên á. Trời ơi, ông làm vậy sao tụi tôi cúng bánh nhang đèn cho ông ăn. Đúng rồi. Ông làm vậy tụi tôi bỏ chạy về luôn á. Ui ui. Ở cái mặt ổng kìa. Ê con. Chạy vô đây, chạy vô đây. Bỏ máy đi con, ông làm vậy. Má ơi. Đâu rồi. Ổng xong rồi. Xong rồi hả cậu? Má. Ôi. Ông mới bao đây nè, ông mới bao đây nè. Mới bao đây ông trời, em nhảy xuống cái tụm rồi. Ờ. Rồi. Lại cậu ơi. Ở đây rất mềm mà đúng không cậu? Mềm. Ừ, này cậu cũng nha. Ông đâu uống nước. Quên. Ông đá dưới sông mà đâu uống nước chi. Okay, lỡ rồi. Có cúng nước vong ông bà trên bờ á. Không mấy ông bà trên bờ uống cũng được mà. Được. Kìa. Ủa mày. Đây nè, ông đến đây ông hưởng nhang đèn đi ông ơi. Từ, tôi đốt nhang đèn cho hưởng. Ông làm tôi sợ rồi, chạy rồi, sao mà đốt nhang đèn cho ông hưởng được. Đó. Lên đây ăn bánh rồi uống nước. Nước lọc, mát. Đừng có uống ba nước chỉ giờ lắm ông ơi, nước giờ đâu có sạch. Quy khủ, quy gút không? Ừ. Đây còn ong bu. Hả? Ong bu. Còn ong hả? Kể đi.
ngon ha trên chú ơi. Đó quá ăn miếng bánh.
Ông lên bờ ông hưởng nhang đèn chưa? À, nếu mà ông hưởng rồi thì ông lên đây đi rồi cho tôi xin được giao tiếp và tôi sẽ giúp cho ông. Ha. Đây, cậu vô an toàn. Nhang này cắm đâu? Nhang hả? Cắm gốc cây á. Ông lên đi, tôi giúp cho ông nè ông ơi. Còn đi chơi? Thôi cậu đi chứ đi, cậu sợ lắm. Vậy hả? Dạ. Tới một chuyện nữa. Ông bu nhóc con kìa con. Ừ, đừng đụng. Mà mình không giết nó thì nó không có chích mình. Mình giết nó cái là yêu cầu giết một con thôi. Một đàn đó rượt theo quấn mình. Đúng rồi. Nó sẽ có một cái đàn rượt mình đó. Giống như mấy con mối liên kết ấy nữa cậu. Đúng rồi. Nó bình lẫn nhau á. Không cháu đi trước hả? Khổ nữa. Vậy mình đi về qua cái hướng hồi nãy ha. Hướng nãy mình gặp ổng là nói chung là lần đầu tiên á. Ha. Ổng đâu bên đây nè con ơi. Cậu nghe ổng làm rục rạch bên đây nè. Ổng bên đây nè con ơi. Vậy con đâu rồi? Kéo hộp dừa vô con. Kéo hộp dừa. Con ôm hộp dừa vô. Ôm hộp dừa. Ôm hộp dừa, chạy lên. Ôm hộp dừa con lần lên nè. Ổng lôi con đi ra ngoài đó không có được. Ừ. Con đạp ổng ra. Ổng lôi làm sao? Có nhớ gì không? Nhớ, chạy lại lên. Chạy về luôn. Chạy về luôn. Chạy trước cam đi không chịu. Ổng kìa. Bỡ gì? Cãi cậu không à. Để đi này nè. Trời ơi. Bởi vì em muốn đi với cậu là phải đi á. Trước cam. Đi từ, đi từ, đi từ. Đừng hoảng loạn quá. Đi không mày. Từ từ đi. Dạ lẹ quá nhiều khi trúng cây á. Cây để nó nhọn. Rồi ướt chân luôn rồi. Làm sao vậy? Hồi nãy đi với làm sao? Làm sao? Ổng đục kích hay là sao? Ổng nhảy lên kéo con xuống luôn. Phải không? Rồi con tuốt ra là cảm thấy nó nhớt không hả? Dạ. Rồi hôm nay ướt cái chân luôn rồi. Khổ cháu tôi nữa. Thôi con leo lên được. Phải không? Ở dưới sâu không? Cạn nhất hay không? Giờ này nước rồng á. Hên cho con á. Rồi nếu mà cạn là sao? Cạn tới đâu con? Gì đâu? Tới đây à. Có lúng gì không? Có. Sình không phải không? Giờ này nước rộng mà. Ông không lên bờ giúp thì thôi, ông tính lôi cháu tôi nữa, ông bởi vậy làm vậy không đúng. Mấy ông kia người ta đã về chùa hết rồi. Còn có mình ông ở đây mà nghe cô gái nói ông lôi ý. Rồi cô gái nói là ổng kéo 3-4 vòng về nữa hả? Gì? Dạ. Con nói gì? Con nói đúng rồi. Chừng mấy bông hồn ma da đó ngày xưa chết trôi ổng kéo về đây nữa à. Khổ thiệt. Xong cái đó. Cậu có chiên rồi đó. Cậu chiên là nghe nói kéo hoài luôn á. Còn tới đây nè, rọc rọc tới đây nè. Rồi ông nội đột kích qua tới đây luôn mới ghê. Mày về ổn mày đi ông ơi, mày đi theo hoài. Thôi cậu cháu mình về đi con. Mày mốt đừng đi sau cam nữa nha. Mốt cho con đi trước. Ừ. Cho an toàn.
phải không? Nhớ kiểu như đóng rong đúng không? Con cầm được cái bụng dừa. Còn kêu con cầm cái bập dừa. Lỡ mà có cái tại cái vụ ổng lô mình mạnh quá mình kéo lại được. Chứ mình đạp ra là ổng sẽ xúc ra. Ở đây nếu mà đi vào ban ngày á có gì ta? Dừa nước rất là nhiều. Vậy thôi cậu cháu mình đi về nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Để hôm khác mình lên kế hoạch đến đây lúc 12 giờ trưa để phi cái ông đó. Và nếu mà ông có đem băng nhóm lại thì mình sẽ tính cái cách khác nha cả nhà. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha.